Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ mà thường xuyên được xuất hiện trên màn ảnh của các bộ phim Hollywood. Đó chính là thương hiệu gì? Đó là thương hiệu Rolex Omega. Không, đó chính là thương hiệu đồng hồ Panerai. Và thương hiệu đồng hồ này là một thương hiệu đồng hồ đến từ nước Ý. Và chiếc đồng hồ Gia Bảo Luxury đang sở hữu ngày hôm nay đó chính là chiếc đồng hồ Panerai Luminor Marina, có thời lượng có 8 ngày và đường kính lên đến 44mm. Đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu một chút về lịch sử của thương hiệu Panerai. Thì Panerai chính là một thương hiệu đồng hồ cung cấp đồng hồ cho Hải quân Hoàng gia Ý, có nguồn gốc vào năm 1860 tại Florence. Người chủ sáng lập của Panerai chính là ngài Giovanni Panerai. Ngài đã biến cửa tiệm của mình thành đại lý ủy quyền của nhiều thương hiệu đồng hồ tầm cỡ nhất thế giới lúc bấy giờ, bao gồm cả Rolex, Vacheron Constantin hay là Patek Philippe. Trong quá trình phát triển thì Panerai bắt đầu thu hút được sự chú ý của giới chế tác khi hãng sử dụng cái chất radomy trong việc chế tác đồng hồ. Thì chất radomy nó như là một cái chất phát quang được phủ lên những cái cây kim khiến chúng có khả năng phát sáng trong môi trường tối, một trong những yếu tố cần có của dòng đồng hồ lặn, xu hướng phát triển của thời kỳ đó. Có những cái thương hiệu cùng với Panerai bước chân vào một cuộc chạy đua chế tạo ra những chiếc đồng hồ có khả năng lặn sâu, và những cái tên được nhắc đến như là Submariner của nhà Rolex, hay là dòng Fifty Phantom của Blancpain, hay là chiếc Radomy chính là của Panerai. Chiếc đồng hồ này thì rất là đặc biệt, thì với cái bộ phận bảo vệ núm được giới thiệu lần đầu vào năm 1955. Chiếc đồng hồ Panerai của Gia Bảo đang sở hữu đó chính là chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Luminor và được giới thiệu vào năm 1993. Thì chiếc đồng hồ này chỉ có 1.000 phiên bản được sản xuất. Với điểm đặc biệt là gì? Điểm đặc biệt của chiếc đồng hồ này đấy chính là một chiếc đồng hồ lên dây và thời lượng cót lên đến 8 ngày. Tức là một cái thời lượng cót khá là khủng cho một chiếc đồng hồ lên dây. Chiếc đồng hồ này thì có một cái lớp vỏ bằng titanium với cái đường kính là 44mm, nhìn thì có vẻ là khá là to, nhưng thực tế thì nó đúng là to thật các bạn ạ. Đó, bộ vỏ khung với cái dáng cushion rất là điển hình, mà khi mà chúng ta nhìn thấy dáng vỏ này thì chúng ta sẽ nghĩ đến ngay để đó chính là dáng vỏ của nhà Panerai. Chiều dày lên tới 24mm các bạn ạ. Một cái chiều dày mà nếu như mà chúng ta đeo đối với đồng hồ dáng cổ điển từ 7 đến 13mm thì 24mm tức là dày gấp đôi đến thậm chí gấp 3 lần một chiếc đồng hồ với dáng vỏ cổ điển. Thì chúng ta có thể thấy được là chiếc đồng hồ này thường xuyên xuất hiện ở trên những bộ phim Hollywood, Người Vận Chuyển này, phim Biệt Đội Đánh Thuê này, vân vân và vân vân. Toàn những anh hùng cơ bắp thích sử dụng và đeo Panerai. Bề mặt vỏ khung được hoàn thiện theo phương pháp trải sức mờ rất hiện đại, bao bọc lớp kính hơi có xu hướng cong nhẹ. Ở mọi góc nhìn thì Panerai có một sức cuốn hút, chúng ta có thể nói là một cái tinh thần cũng như là một cái sức hút rất là Italia, rất là Ý. Mặt số ở bên trong được chế tác với cái màu xám đen rất là hiện đại, không bóng, hay chúng ta gọi là sần đấy. Bên trên là toàn bộ các chi tiết đã được phủ chất phát quang Luminova thuộc thế hệ mới. Các số chỉ giờ và cọc chỉ giờ sáng tuyệt vời trong bóng đêm nhờ cái chất phát quang này. Và nếu mà mua Panerai mà không thưởng thức những cái ánh sáng vào ban đêm thì chúng ta hãy bỏ ngay chiếc Panerai này đi. Nhờ anh cameraman hãy cho chúng ta thấy một bức ảnh về chiếc Panerai trong bóng đêm để chúng ta thấy được cái chất phát quang này đẹp như thế nào. Cái bộ đếm 60 giây cũng được thiết kế không hề phức tạp, không có sự xuất hiện của bất kỳ một con số nào, được đặt ngay ngắn tại vị trí góc 9 giờ. Mặt số và dáng vỏ chưa phải là điểm mà chúng ta đánh giá hết được toàn bộ cái công năng của chiếc đồng hồ này. Cái điểm mà tôi muốn nhắc đến ở đây đó chính là cái cỗ máy với cái thời lượng cót lên đến 8 ngày. Cái cỗ máy mà được Panerai sử dụng trong chiếc đồng hồ này đó chính là cỗ máy lên cót tay P5000, vốn mang đậm dấu ấn của những chiếc đồng hồ Panerai lịch sử được tin tưởng bởi Hải quân Hoàng gia Ý. Bộ máy này thì gồm có 21 chân kính với 127 chi tiết và biên độ dao động là 21.600 nhịp trên một giờ. Một thiết kế rất là cổ điển với độ hoàn thiện rất là cao.
Ở cuối video này, thay vì lên tay, thì tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một số những siêu sao mà ưa chuộng cũng như là sử dụng Panerai. Vâng, và đây là cuối video này rồi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Zabar Luxury. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.